Bây giờ thì đã 4 giờ mấy chiều đó, thì cũng ngồi tại nơi đây, biết sao giờ, biết đi đâu bây giờ. Chứ nơi này thì có nhiều cái hay để mình quay cho các bạn xem ha. Ghe chỗ này chỗ kia, rồi ngày này ngày kia nó vô rồi nó lấy nước đá rồi nó làm đụng nhau bung 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 bung, trời nhìn thấy ghê lắm. Chứ không phải nghe nói Kiên Giang ít đụng nhau, chứ ở đây nó bung 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 thấy sợ lắm kìa. Rồi ở trên cảng thì mấy anh chị đó đang móc cá đó. Mấy người làm bên hậu cần thì họ cũng không có ngày tháng gì hết trơn, cứ tới giờ là gán cố gắng móc hết cá lên thôi đó, cho ghe đi ra chỗ khác đậu đó, cho ghe khác vô nữa. Thì ở Vũng Tàu là như vậy đó. Nếu mà cả nhà yêu thích những clip của Từ Siêu thì hãy đăng ký và nhớ like nha, bình luận vô. Thì nếu cả nhà biết được những gì nó hay ho đó ha, rồi Từ Siêu gì cũng không biết nữa đó, thì hãy cố gắng mà bình luận vô, giúp đỡ Từ Siêu hiểu biết thêm. Và Từ Siêu biết cái gì Từ Siêu sẽ nói lại cho cả nhà nghe đó. Thì chào cả nhà nha, nói dài quá cũng không hay. Rồi ok. Rồi vậy là cái chiếc tàu cái của ảnh nằm chổng nha, tàu đực đây đó, nguyên cặp. Chứ mà cả nhà thì đây là cặp cào đôi đang làm gì đây ở đằng cảng ha. Đứng phía đằng này thì quay không có tới nó nha, chiếc cái bự lắm nha, đang làm gì đó đó. Ghe chắc của Phước Hải quá. Quá bự, quá bự, hàng khủng. Ghe dán dân gian nha. Đó là chiếc cái, chiếc đực quay đích lại nha. Anh Tài Công mới lúc đầu ra dòm nha. BV90529TS. Chiếc tàu đực này á, là mình nhìn cái lái nó túm như chứ cái bụng nó bự lắm nha. Cái này là cỡ 6 mét mấy á, có nhỏ đâu. Cabin tay thái luôn nè, bự lắm chứ bộ. Trời ơi, tàu cái chơi cẩu ba chân. Chứ mà cả nhà thì một chiếc ghe đánh ốc tên là Na Chương. Ghe Na Chương này cũng nhiều lắm nha, ghe ốc nha cả nhà. BV99839TS. Dáng ghe rất đẹp. Dáng này là dáng Cà Mau với Kiên Giang nè. Đẹp ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ xài.
Cái này 3 mét mấy nha cả nhà. Dài thì chiếc này để coi mười mấy mét đây. Nói chung là không có tới 16 mét đâu. Cái này khoảng 11-12 mét nha. Rồi, trước mặt các bạn thì chiếc này làm nghề lưới cá đổng nha. Đang dê ra, cần cá xong rồi dê ra nha, lưới cá đổng 6 mét mấy bề ngang nha, bự lắm. Rồi, mấy anh này đang cố gắng để mà tiếp đẩy nó ra ha. Đây là chiếc tàu cái. Chiếc này mới xuống nề sơn phết này nha, sơn phết lại rồi. BV90288TS. Ghe tên là Bảo Trân. Tàu cái nha cả nhà. Chiếc này 6 mét mấy mày nghe nha, cỡ 6 mét 8, 6 mét rưỡi gì đó ha. Bề dài thì khoảng 19 mét trở lại nha, 19 mét trở lại nha cả nhà, nó ngắn nó không dài lắm đâu. Tàu bin Lai Thái mới xuống đời xiền luôn nè, mới chát luôn. Cumin nha, đón R4 nó mới phải không nha. À, trước mặt cả nhà cũng là một chiếc tàu tải nha, cabin Lai Thái BV94668TS, giờ đang chạy ra đi tải nó đây. Vô mùa mấy anh này chạy suốt luôn nha, cá đánh trúng dữ lắm, tàu tải kim thu mua. Ui, chiếc màu xám luôn. Chiếc này 6 mét mấy nha. Chiếc này cỡ 6 mét 3 đổ lại nha cả nhà. 6 mét 3, 6 mét 2 đổ lại. Bề dài của nó thì khoảng 22 mét trở lại nha. Ồ, ghe tên là Phương Vi. Phương Vi này không dài, gặp ảnh hoài vậy đó. Phương Vi này cũng mạnh lắm nha, thấy cũng nhiều chiếc lắm. Chiếc này thấy nó nhỏ. Ồ, chiếc này khoảng 20 mét trở lại cả nhà ơi, 20 mét trở lại thôi. Nhìn lầm chiếc kia ha. À, trước mặt cả nhà thì cái chiếc ghe Quảng Ngãi này nó đang lui ra rồi nha, con cá xong rồi. Tàu cái nha, lui ra. Trả bến. Để coi anh này làm gì nữa đây. Ghe không có dán keo thì ghe không dán keo thì phải lên này thường nha, một năm lên này một lần nha cả nhà. Còn mấy tỉnh khác thì mình không biết, chứ ở Hà Tiên là một năm phải lên này một lần. Hà Tiên, Kiên Giang của mình á, ghe không dán keo á. Đây coi nó làm gì nữa đây. Tàu cái nha. Tàu đực nó nằm phía trong.
sẽ cập vô đây ha. Nó ghé qua đây đầu đỡ một đêm. Mình mới nghe anh Tài Công nói như vậy đó. Mỗi vùng mỗi khác, các bạn đừng có nghĩ nó xấu xí. Quan trọng là kiếm được tiền, kiếm được tiền về. Cho dù bạn đẹp cỡ nào, bạn ngon cỡ nào, bạn xài đồ nói chung là ok như thế nào, quan trọng chạy có lời là ok đó. Cái nghề ghe biển là như vậy đó ha. Rồi qua đi anh ơi. Ê trời ơi, không sao, làm lại cái nữa mà. Nó cái vụ này gặp hoài đó nha, chụp dây hụt đó bị chửi hoài là vậy đó. Nhiều khi những cái cảnh mà quan trọng Tài Công là đang ghe vô rồi nước nó chảy á, dục dây mà chụp hụt hoài đó ha, chửi hoài luôn. Rồi ok, nhẹ nhàng tình cảm. Cặp bên trong là đang lấy đá nha cả nhà đó.